Ông dưới này. Ông dưới này đi hai. Lê vào mắt. Dạ. Ui. 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 Mau đưa hết tiền, vàng và điện thoại đây cho ta. Này, ngươi đi ra khỏi chỗ này nhanh lên. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết tay. Vậy sao? Cái gì đó nữa? Bài kiểm tra cuối kỳ của cậu được 10 điểm ạ. Tớ cũng được 10 điểm đây. Thật á, khác. Này, hai chúng mình tự thừa cho chúng mình một buổi cắm trại đen ga đi. Được, yeah. Ăn mừng được 10 điểm. Ok. Nhiều mà hay ra rẻ quá. 10 điểm mà cũng bày đặt ăn mừng. 5 điểm, người ta còn chưa nói gì đây này. Bọn tớ làm gì, khi cài bọn tớ liên quan gì đến các cậu. Không phải ai cũng cắm trại được đâu. Phải có tiền thì mới đi cắm trại được. Này, ra bảo, để ăn mừng 5 điểm, chúng mình đi cắm trại đi. Ok luôn. Sao thì có gì mà oai. Này, không phải ai muốn nghe như bọn tớ cũng đâu đâu nha. Không phải ai muốn nghe như bọn tớ cũng đâu đâu nha. Ai hốt thì này, bảo. Này, chúng mình đi nhặt vỏ lon, bán kiếm tiền, rồi cũng đi cắm trại đi. Ok, tớ đồng ý, đi luyện xa đi. Cái cây này để làm khung lều. Ui, xong khung lều. Dùng bìa cắt tông để làm mái lều. Ồ, có mái lều xong rồi đây. Và thêm cái này để chúng mình ngồi lên nữa. Cái này lại hơi nhỏ, cho nên chúng mình chỉ có thể ngồi thôi, chứ không nằm được. Đi cắm trại thì phải có đồ ăn đúng không? Chúng mình cũng có đồ ăn nhá. Để chúng mình đi lấy cho các bạn xem đi. A few moments later. Có đồ ăn rồi, giờ chúng mình sẽ làm món bánh mì kem trứng. Yeah. Nhà ở đâu nhỉ? Đẹp thế nhở, chắc phải đến tiền triệu ý. Một bàn ngập đồ ăn như thế này. Và cả đầy nữa. Và phải đẳng cấp như thế này nữa. Vệ sĩ, có tôi muốn uống nước cam trong tủ lạnh ở nhà. Cậu chủ. Yeah. Ôi giời, bốc phét. Đi cậu cho thêm rừng và lại uống nước cam ở nhà. Rộng, cái gì cũng có thể làm được. Vệ sĩ, có tôi. Tôi muốn ăn kẹo ở đằng kia. Nani? Ok. What? Ui. Kẹo của cậu chủ đây. Yeah. Xoài ngon. Mà thôi, dạy các cậu ấy đi. Chúng mình chuẩn bị đồ ăn đi. Không, trời sắp tối rồi. Chuẩn bị đi. Cắm trại như này mới gọi là cắm trại chứ. Này, Khánh Ninh Anh, chỗ này
là chỗ của bọn tớ rồi. Các cậu đi ra chúng ta đi. Hai cậu vô lý vừa thôi. Chúng tớ đến đây trước mà, cho nên chúng tớ sẽ không đi đâu cả. Đúng thế. Các cậu cứ cắm trại nhà giàu ở bên đó đi. Chúng tớ cắm trại nhà nghèo ở bên này, chả liên quan gì đến các cậu cả. Này vệ sĩ, tôi không muốn hai người kia ở đây. Mau nghĩ cách đuổi họ đi. Ok, hai cậu chủ cứ ăn đi, để tôi nghĩ cách. Bây giờ tớ sẽ nhóm bếp để ốp trứng, còn tớ sẽ đi kiếm củi. Ở trong rừng có rất nhiều cành cây khô, chỉ cần mang về là nấu được luôn, chẳng mất gì nào cả. Tại vì không có tiệm mua nước, cho nên chúng mình sẽ kiếm nước bằng cách này. Cho chảo lên nào. Mỡ sắp sôi rồi. Ôi quá. Ok. Gói quá vệ sĩ. Tôi biết rồi. Tôi đang có cách. Cách gì? Bí mật. Lại còn bí mật. Sắp đuổi được hai đứa kia rồi. Ăn đi mày, ăn mừng. Món trứng ốp siêu ngon, chuẩn bị ra lò. Mình sẽ tách cái bánh mì này ra để lát nữa cho trứng ốp vào. Còn lâu hai đứa nó mới biết mình người ở đằng sau này. Sao yên tĩnh thế nhở? Hai đứa nó đâu rồi nhở? Đây này. Dám phá bọn mình sao? Cái kết cho kẻ xấu xa. Sao vẫn còn mùi khói thế nhở? Sao hai người này vẫn chưa đi nhỉ? Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ! Vệ sĩ đâu rồi? Hai đứa nó gàn lắm cậu chủ ạ. Chị đúng là vệ sĩ vô dụng. Chị mau nghĩ cách đi. Không là tôi đuổi vì chị đấy. Đúng rồi. Ôi đừng 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 mà. Để tôi nghĩ cách khác. À có ốp trứng tiếp đi. Để tôi đi lấy nước. Ok. Có nước rồi này. Chúng mình đã có nước rồi, thích quá. Chín rồi cả Khánh Linh. Đây. Chúc mừng chúng mình vì là hai người có điểm số cao nhất lớp. Yeah. Chúc cho sang kỳ 2 chúng mình vẫn giữ vững phong độ nha. Ok. Ăn bánh mì đi. Tất nhiên là nhìn cái mặt đần đần như kia là biết chưa rồi. Nhầm. Tôi đã có cách. Máy tạo giá cấp độ 1. Vô. Ô này. Ô dưới nào đi hai. Level 2. Ôi sợ con này chặt rồi. Ôi yêu nhà. Mùi quá không mày. Để xem đi lên, có bên tay được không? Ta đã nói rồi, phá người khác là sở trường của ta mà. Mất hết đồ ăn rồi chúng mình rồi. Làm sao mà dựng lèo được không? Các con thật là quá đáng. Hai người, chúng mình không nằm cắm trại ở đây nữa. Chúng mình đi chỗ khác đi. Đi. Đi đi đi. Đi sao vào? Đừng để chúng tôi nhìn thấy nữa nha. Giờ thì không ai làm việc chúng mình nữa rồi. Yo.
nào này Minh Quân ơi. Hả? Nãy tớ dặm gì nhỉ? Êm êm ý. Ơ, tớ cũng thế. Hello. Ôi ơi. Mau đưa hết tiền. Vâng. Và điện thoại đây cho ta. Vậy chị, con làm gì đi? Con làm gì đi? Hai cậu chủ, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ hai cậu chủ. Đứng im, đứng im, đứng im, tôi sẽ bảo vệ hai cậu chủ. Đừng sợ, đứng im, đứng im. Để tôi. Này, người đi ra khỏi chỗ này nhanh lên. Nếu không, ta sẽ cho người biết tay. Vậy sao? Cái gì đó? Chúng mình cũng đi xa đây, cắm trại ở đây đi. Đi kiếm đồ để dựng lao đi. Đi. Như là có tiếng kêu cứu. Đó là tiếng Gia Bảo và Minh Quân. Đúng rồi. Trả tôi ra đi, tôi chỉ đi làm thuê thôi mà. Ở nhà tôi còn mẹ già và con trẻ nữa. Thì đây là hết vắng rồi mà, mau thả với em ra đi. Bây giờ không đi cắm trại còn lâu, giờ thì hết đường về rồi. Thả cho ra đi mà. Ấy chà, lại có thêm hai đứa nữa à. Các cậu ơi, cứu chúng tớ với. Ngươi mau thả người ra, nếu không chúng ta sẽ... Sẽ làm sao? Sẽ... Nani? Sẽ bắn. Yeah. Yo. Này, hết nước rồi. Hả? Vịt nhựa sao? Chả xạ. Tổng tấn công. Yeah. Hả? Mấy con vịt nhựa này mà đòi hạ được ta sao? Nani? Cái gì vậy bà nội? Ai hốt thì bỏ. Đứng đây đại cảnh sát đưa đi nha. Các cậu có sao không? Không sao. Cảm ơn các cậu vì đã không ngại nguy hiểm mà cứu chúng tớ. Không có gì đâu, chuyện nhỏ như cái thỏ ấy mà. Tớ xin lỗi vì đã nói những lời không hay với các cậu. Từ giờ các cậu đừng nói thế nữa là được. Yên tâm, chúng ta không để bụng đâu, chúng ta chỉ để trong đầu thôi. Mà này hai cậu chủ, từ giờ đi ra đường hai cậu chủ cất vàng đi hoặc là phải giấu vào, không kiểu nguy hiểm lắm đây. Tớ biết rồi. Mà bây giờ trời cũng tối rồi, đừng cắm trại nữa, ở đây nguy hiểm lắm, mau cất đồ đi về đi. Vâng ạ, hai người cất đỡ tới nhé. Vâng ạ, đi cất.